Cơn Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này Cơn Điện Tử Gia Phát chia sẻ với anh chị về những dòng cân được sử dụng phần lớn trong lĩnh vực cân bổ cao su anh chị ha. Bao gồm những cái dòng cân điện tử tiểu ly mini vào túi, đến những cái dòng cân mà độ chính xác cao 0.01 ga mà mọi người hay bỏ trong cái tủ kính, và đến cả những cái dòng cân điện tử mà kết nối với một cái bảng đèn hiển thị lớn để anh chị quan sát số đo đồ mũ nó rõ ràng hơn, nó thuận lợi hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến những dòng cân tiểu ly mini bỏ túi này. Cân tiểu ly mini bỏ túi thì có nhiều loại lắm anh chị ha, nhưng mà sử dụng trong lĩnh vực mũ cao su thì phổ biến có 3 dòng cân này. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm tới dòng cân tiểu ly pocket 3 pin. Cân này maximum là 200g và độ chính xác là 0.01g anh chị. Mình đặt một cái vật gì đó lên cân thì nó hiển thị con số như thế này. Khi mình đóng nắp lại á thì cái nắp cân nó sẽ bảo vệ cái đĩa cân, như vậy nó an toàn cái phần đĩa cân thôi, còn cái màn hình và cái phím số thì mình nên cẩn thận hơn. Cân này cái dấu hiệu nhận biết nó là pocket 3 pin. Đây là dấu hiệu nhận biết quen thuộc để so sánh với những cái dòng cân pocket 2 pin. Thực tế thì cái chất lượng bên trong nó khác nhau nhiều lắm, nó bền hơn nhiều lắm so với dòng cân pocket 2 pin, thì cũng là một cái dấu hiệu để anh chị nhận ra và anh chị chọn mua đúng cái loại này để mà sử dụng trong cân một cao su anh chị ha. Nếu chúng ta cần một cái dòng cân bền hơn một tí thì chúng ta sẽ quan tâm đến dòng cân BS3 này. Cân này cũng có mức maximum là 200g và độ chính xác là 0.01g. Cái phím nó to hơn, nó dễ thao tác hơn. Và khi mà chúng ta đóng cái nắp lại thì cái nắp cân nó bảo vệ cả màn hình, bàn phím và đĩa cân luôn, cho nên thực tế thì nó bền hơn. Và một cái đặc điểm quan trọng nữa là cái nhà sản xuất của dòng cân BS3 này rất là ưu đãi cho dòng cân này, nghĩa là ngoài các việc thay pin có 2 viên pin ra thì chúng ta là có một cái hay trống để chúng ta dự phòng thêm 2 viên pin tiểu nữa, nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta đều có pin dự phòng để cho công việc chúng ta nó liên tục chứ nó không bị gián đoạn bởi cái việc mà không có pin dự phòng. Rồi nếu mà anh chị quan tâm tới cái dòng cân mà màn hình to rõ hơn và có ánh sáng nặng nề thì chúng ta sẽ quan tâm tới dòng cân Notebook 1108 này. Đĩa cân to, màn hình số lớn, bàn phím cũng rất là to. Cân này đối với những anh chị nào mà cần cái màn hình nền á, để cân được ban tối. Khi mà chúng ta đóng nắp lại thì mình có thể quan sát được bên trong, và cái nắp này nó bảo vệ cả đĩa cân, màn hình và bàn phím luôn, nên là thực tế cân này rất là bền. Và cân này thì vẫn sử dụng 2 viên pin tiểu anh chị ha. Pin này rất là phổ biến, mình mua ở đâu cũng có cả. Cân này thì không có bỏ túi được anh chị ha, nó lớn lắm, cho nên là mình sẽ bỏ trong ba lô túi sách được thôi, chứ bỏ túi áo sơ mi không có vừa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến những cái dòng cân phân tích có độ chính xác cao 0.01g. Và thường thường anh chị mua những cân này thì thường thường anh chị sẽ đặt ở trong tủ kính để chắn gió và sử dụng nó chuyên nghiệp hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ đến dòng cân AND HT120. Đây là một thương hiệu cân điện tử nổi tiếng của Nhật, cho nên anh chị nào mà quan tâm đến bền, mua một cái cân xài đến vài năm mà không cần phải lo lắng gì, thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái dòng cân AND HT120 này. Cân này là có một cái hộp bảo vệ gần như là duy nhất một cái dòng cân phân tích có độ chính xác cao có cái hộp nhiều bảo vệ thế này, cho nên là mình bỏ trong túi sách mình rất là yên tâm. Khi mình cân thì mình chỉ cần mở cái nắp ra, sau đó mình bấm on off và mình sẽ thấy được ngay con số ở màn hình như thế này, 0.01g anh chị ha. Và cân này nó có biểu tượng báo pin nữa, cho nên mình chủ động được là mình phải dự phòng pin như thế nào và sử dụng bao lâu thì nó sẽ hết. Cân này sử dụng pin tiểu anh chị ha, cho nên là mình dễ dàng mua, dễ dàng thay thế đó. Cho nên là cái dòng cân này rất linh động. Còn nếu như mà anh chị đang cần một cái cân điện tử mà sử dụng pin sạc á, và màn hình LED đỏ á, thì chúng ta sẽ quan tâm tới dòng cân KDTVED này, 300g và độ chính xác 0.01g luôn chị ha. Bản thân cái cân này nó có hai màn hình số là phía trước và phía sau để người mua và người bán cùng thấy kết quả. Tuy nhiên những anh chị nào mà đang quan tâm đến dòng cân này thì thường thường là vì cái màn cân này có thể kết nối được với một cái màn hình hiển thị lớn, và cái màn hình hiển thị số này mà có thể treo lên tường để kết hợp với camera, hoặc là để mình dễ dàng quan sát hơn cái kết quả đo đồ mũ của mình.
Ngoài ra chúng ta lại có cái dòng cân Yadaver Sky VK, cân này của thương hiệu Yadaver Đài Loan, cho nên cái độ tin cậy gần như nó nhiều hơn. Và cân này, bản thân cái cân này có sử dụng pin sạc luôn và có thể kết nối được với một cái bảng đèn hiển thị luôn anh chị nha. Cho nên là nếu như anh chị quan tâm đến những cái dòng cân mà kết nối được với bảng đèn hiển thị lớn thì chúng ta có hai sự lựa chọn là cái DTP-ED này và dòng Yadaver Sky VK luôn anh chị ạ. Như vậy là chúng ta đã vừa xem qua những cái dòng cân điện tử mà chuyên dùng trong lĩnh vực cân mũ cao su anh chị ha. Từ những dòng cân tiểu ly mini vỏ túi đến dòng cân chuyên dụng đặt trong lồng kính có độ chính xác cao, hay là những dòng cân chuyên dụng để kết nối với một cái màn đèn hiển thị lớn để anh chị dễ dàng quan sát và đọc số hơn. Và nếu như anh chị xem xong video clip này mà cảm thấy video clip mình đã hữu ích thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay phím đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Tự Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa kênh điện tử ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này hữu ích và mình cần mua một trong những cái dòng cân điện tử trong video này thì anh chị hãy gọi nhanh đến số điện tử hotline trên màn hình, đó là 0909 899 833. Đây là số hotline quen thuộc của công ty kênh Tự Gia Phát. Kênh Tự Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và giao cân nhanh nhất anh chị ạ. Một lần nữa kênh Tự Gia Phát cảm ơn anh chị nhiều đã dành thời gian xem trọn video này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.